Rồi, em chào tất cả anh chị em ha. Hôm nay mới vừa độ một cái bình cho máy T200. Đợt này em làm thì nó đỡ hơn đợt bữa hơn chút anh chị. Tại bữa em làm mà có mấy anh chê em làm xấu thì bỏ vậy. Anh chị nào thấy được á, anh chị vô gì ta? Cái này là cái gì quên rồi. Nó vô làm gì quên rồi. Em không có gần dữ đâu ta. À, cho em một like ha. Vô bình luận là xấu thì nói xấu, đẹp nói đẹp giùm em ha. Để em rút, em biết em rút kinh nguyệt. Ở lộn, em rút kinh nghiệm. Nè, bữa nay làm độ bữa kiểu khác nữa nha anh chị ha. Nhưng mà em khoan muốn chết luôn á. Em ta rô răng hết luôn nè anh chị thấy không? Giống như Vin luôn anh chị. Tại cái đợt kia là em không có cái bình này ha. Còn cái bữa mà cái tay 200 của anh kia em không có bình này nè anh chị thấy không? Nhưng mà cái chân bát ở trong đây nó mỏng lét nha anh chị. Cái đời máy này ở trong đây nó bọng nha, trong đó đó. Nhưng mà em vẫn ghen găng nè anh chị thấy không? Chị nhìn thấy không? Làm thì em làm thì nó cũng giống như nếu mà nói chắc không được 10 điểm anh chơi, chứ 9 điểm rưỡi á. 9 rưỡi là xuất sắc huyện. Nó giỡn. Chơi chứ nhìn cũng được lắm anh chị. Nó đồng thanh đồng thủ ha. Hồi nãy em định bỏ cái bình TL33 vô đó. Nhưng mà nhìn cái bình này thấy sao sao anh chơi, nó không hợp với cái máy. Thôi em bỏ cái bình Mitsuba vô. Mitsukawa anh chị, bình Mitsukawa. Bình đẹp ghê anh chị. Thấy không? Đẹp. Tại cái anh này anh nói là cứ làm đẹp thoải mái. Đó em làm gì? Còn gắn cái bố nữa anh chị. Mấy ngày nay em gắn làm tối luôn á, tại em làm kiếm thùng bia chứ kiếm bò. À quên đó, để em thông báo ha. Thì mai mốt em có làm xe nhưng mà em vẫn làm mấy cái cỏ. Tại vì nhiều lúc em làm mấy cái cỏ chỗ em nó lâu hư lắm anh chị ơi, bởi vì em bữa giờ em làm toàn đồ trên mạng không à. Mà làm nhiều là em nhậu hết trơn. Tới hang không có tiền đóng ở nhà luôn anh chị, khổ luôn. À, rồi cái bô em mở xong rồi ha. Mà anh kia anh hàng hơi sát quá. Nhưng mà mở gì nó mát nha anh chị. Cái máy chạy nó thông nữa. Nó thông liền. Cái này kêu bằng gọi là, cái này là anh chị biết nè. Đúng ra nếu mà lên IC là nó gọi là bô xăng lửa. Đó là xe độ nó kêu gì đó anh chị. Là mình lên cái chế bự nè, đúng không? Bô xăng lửa là đi cái ống bô bự nè. Còn mà hiện cái này là chỉ em chỉ làm xăng lửa thôi. Đó, xăng lửa thôi. Đường chạy thì em để thêm em không có móc ha. Còn lửa thì lửa này hình như nó cái tăng này nó cũng lẹ vô lắm mà chị, nó chạy ghê lắm nha. Nó chạy thường thường con này yếu lắm mà con này nó chạy em thấy là cỡ gỡ 4k chưa chắc gì qua nó. Nó chạy sấm sét trời mây luôn. Ghê lắm anh chị. Nè anh chị nhìn nè. Ha. Bởi đúng rồi máy Trung Hoa anh hùng. Cái này anh khách làm anh cho người ta anh chị, anh cho em anh đó. Mà dần hơi thì còn ok anh chị. Dần hơi còn ok. À, anh chị nhìn thấy cái bát không, làm tại vì mình làm lấy tiền phải làm cho nó. Anh chị nhớ coi thấy được cho em like 2-3 like ha, bữa giờ em quên nói vô đó hoài anh chị. Tặng mốt em kiếm tiền YouTube anh chị, bữa giờ chưa có các bạc nào cho. Rồi quá đẹp ha, nhìn nó quá được luôn anh chị, nhìn giống như nhìn nó đều ghê luôn anh chị. Nè anh chị nhìn nè, để xa xa anh chị nhìn với ha. Em gắng cố gắng làm sao mà cho nó càng ngày càng tiến bộ anh chị. Tại nhiều lúc em làm có nhiều anh nói là nó chưa đẹp á, nó hơi xấu á, bởi em gán em làm chừng nào mà nó đẹp thôi. Cái nhớt này là nhớt của cái bô hồi nãy anh chị cũ á, con ốc nó xúc ra luôn. Thợ gắn xúc ra luôn, em phải đắp hàng rồi em mài lên con này lục giác. Chứ tại em hết ốc á. Con này ốc thì nó còn cứng lắm mà cái đầu nó tụt anh chị. Rồi ta cắt đi làm chiếc dẹp á, em đắp hàng em mài chục khóa chín luôn. Em định mài 8 nhưng mà mài 9 mài mốt cái xuống 8. Chứ mài 8 mốt hết xuống luôn. Quá ok anh chị. Thì có ông chú ông đang gửi em cái Mitsu mà không biết có gửi không á, cái Mitsu T170 anh chị. Ổng cũng mới mua luôn, nhưng mà ổng cũng máy nghịch giống vậy nè anh chị. Thì ổng cũng lên chế ngang luôn, nhưng mà của người ta lên sẵn á. Nhưng mà không phải lên bắt con này ngay đây nha anh chị. Mà người ta lại bắt con này thẳng vô đây nè. Rồi chú về chú chạy không được. Thì cái clip đó ngày mai ông chú đó ông gửi cho em sẽ đăng lên. Em chia sẻ cho anh chị để anh chị hiểu cái cách mà mốt anh chị tự lên ở nhà là sao mà cho nó đừng có nóng quá chế. Nè anh chị thấy lên chạy hồi là nó ướt nhẹp luôn á. Nó mát lạnh nè anh chị thấy không.
đổ mồ hôi nè, thấy không? Nó chiếu quá, anh chị không thấy đó. Này để em chùi nè, anh chùi mồ hôi cho anh chị coi nè. Thấy không? Chế này chạy sướng lắm nha anh chị. Trời ơi ngã. Dưới xăng nó gần hết rồi, em cũng ấy luôn ha. Rồi hết phim luôn, hết xăng luôn anh chị. Chạy mà hết xăng luôn. Em cũng hết xăng luôn. Xíu. Mở gì. Rồi, quá vip anh chị ơi. Máy này xong. Phước Hiển. Chứ rồi. Dạ lụ đạn nè. Bậy bà. Rồi thôi em chào anh chị, để mai em gắn bố vào anh khách. Máy này gắn làm chưa? Để mai mốt chắc có tuần nữa em mới mới làm mấy cái ấy chưa. Chứ dọn dẹp em tại vì anh chị biết tại vì mình làm là mình đam mê nghề là anh chị phải mua đồ nghề. Anh chị phải mua máy khoan, máy tiện rồi anh chị làm được chứ em thấy có người cũng ham lắm mà cầm mấy cái máy khoan mà khoan đó ổn ngay nên chị cầm bằng tay khoan sao ngay được. Đó bọn anh chị thấy nhờ gì nhiều lúc em khoan mà máy khoan bàn mà chưa chắc nó chuẩn đó anh chị, có khi nhiều lúc mắt em nó cũng bị lệch lệch đó, cái tay mình nó không có chuẩn chính xác đó anh chị. Mốt em độ cái chiếc 54954 anh chị, độ lên bô sân lửa chạy chơi chạy cỡ 160-170 anh chị. Xe chiếc Winner tới 2 cam, dòng nó 2 cam khó làm lắm nha anh chị. Em lên xe em chạy ghê lắm, từ đây Sài Gòn nếu xe này em cầm chạy có 1 tiếng 10 phút 15 phút rồi. Nè, sư phụ của em nè, à, chùm túi lên chị. Thấy cái mỏ ghê không, mỏ giật giật à. Rồi thôi em chào nè.